Xin kính chào quý bạn, quý vị. Trước màn hình nhà mình là đôi loa cổ Scandina của Dinaco đến từ đất nước Đan Mạch. Và đây là đôi loa cổ nhỏ gọn cho anh em yêu thích cái sự nhỏ gọn và âm thanh vẫn mang lại trung thực và tốt. Thiết kế thì gần như tối giản luôn. Có hai đường tiếng thôi. Đây là cái bát 25 phân bằng giấy tổng hợp và cái gân nó là gân cao su nên rất là bền. Anh em không có lo nó bị hư. Trên này là cái loa chép đôm và được đậy lại bởi cái tấm lưới và các cái chi tiết này này. Đây, họ làm rất lèm nhem giống như dòng AR anh em ha, rất là nhem nhem. Cái đoạn này cũng thế, họ khoét và bỏ cái loa vào không có sơn đâu, để mộc vậy. Cái kiểu loa này nó làm cho mình liên tưởng đến dòng làm thủ công của AR ngày xưa, làm rất đơn giản, nhìn nói chung là hơi xấu. Cái này tấm lưới cũng được làm mà không có đẹp chút nào, là họ bỏ cái tấm lưới vào, nhét cái bông vào cái đoạn thông hơi. Rất là mắc cười. Trên đây thì thùng đẹp, thùng thì hoàn thiện gỗ lạng, góc cạnh vuông vắn đẹp nha. Đây là cái miếng nhôm họ định vị để cho cái lưới vào và đồng thời nó trang trí khi đẩy lưới vào nó đẹp. Này, để lưới vào thì mình nhìn thật sự ok ha anh em ha, nhưng mà tháo cái lưới ra thì nó hơi xấu thôi. Ở góc này chúng ta có cái chữ này Scandina, cái model và cái đời loa. Rồi thì tổng thể về đôi loa cổ của Đan Mạch này có giá 7 triệu 9 và hiện tại thì mình đang ghép con âm ly concept này. Concept 2.5 giá chỉ có 7 triệu 3 thôi, nhưng chơi rất tốt với đôi loa này. Thì mời anh em thưởng thức chất âm của bộ sản phẩm này. Xin mời. Chợt làm em tỉnh giấc giữa đêm dài vắng lặng với nỗi cô đơn bao quanh. Em bỗng nhớ thương anh hơn bao giờ, những kỷ niệm của chúng mình một thời có nhau đã lần lượt trở về. Em chợt khám phá tình yêu dành cho anh mỗi ngày mạnh liệt hơn. Em không ngăn nổi ước mơ được một lần sẽ đem em về gần bên anh, nơi phương trời xa xôi này. Cuộc đời em đã hứa cho anh thì sẽ chờ anh. Ngày nay
ok ha. Thì đó là những cái gì trong clip này mình muốn giới thiệu tới anh em. Anh em có nhu cầu liên hệ mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại.